Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có trên 90.000 ca tử vong do ung thư, gấp hơn 9 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Lo ngại hơn là con số này đang có xu hướng gia tăng. Hàng năm có khoảng 120.000 ca mắc mới được ghi nhận. Hiện nay các phương pháp điều trị ung thư đã hiện đại, hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên ở nước ta, số ca tử vong do ung thư vẫn ở mức cao và nguyên nhân chủ yếu là do người dân phát hiện ung thư muộn. Đối với nhiều người, mắc ung thư cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với cái chết. Chính vì thế với tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương, nên nghe thấy ở đâu có người chữa được ung thư hay được ai đó truyền tai rằng món ăn, cách ăn nào đó có thể chữa khỏi được ung thư là đa số bệnh nhân mắc ung thư sẽ thực hiện theo. Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, các phương pháp ăn để chữa ung thư như ăn chay, ăn thực dưỡng, ăn kiềm hóa được chia sẻ khá nhiều và thậm chí còn trở thành xu hướng chữa bệnh của nhiều người. Những phương pháp này đều cho rằng nếu không có chất dinh dưỡng thì tế bào ung thư cũng sẽ không thể sống được. Vì thế nhiều bệnh nhân đã thực hiện chế độ ăn kiêng với hy vọng nhờ chế độ ăn uống sẽ khỏi được ung thư. Chưa kể đến, đa số bệnh nhân ung thư thường xuyên lo lắng, mệt mỏi, chán nản, bị tác dụng phụ của việc truyền hóa chất khiến bệnh nhân lười ăn uống là nguyên nhân chính khiến các bệnh nhân ung thư bị suy kiệt. Có đến 30% bệnh nhân ung thư chết vì suy dinh dưỡng trước khi bị chết vì ung thư. Thưa quý vị, có bệnh thì vái tứ phương, các bệnh nhân ung thư không chỉ sử dụng các phương pháp hóa trị, xạ trị mà còn tìm đến những chế độ ăn uống được truyền miệng hoặc lan truyền trên mạng. Vậy thực hư công dụng của chế độ ăn uống này như thế nào? Ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Hiển, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ca. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, như chúng tôi đã nhắc đến ở đầu chương trình, thì hiện nay có rất nhiều trào lưu ăn uống để chữa căn bệnh ung thư. Vậy trên những diễn đàn này, kinh nghiệm ăn chay và ăn kiềm hóa để chữa bệnh đang được chia sẻ rất nhiều. Thì ông nghĩ sao về trào lưu này? Tôi phải nói ngay rằng, ăn uống để chữa ung thư là không có. Ăn uống để phục hồi sức khỏe, để theo đuổi cái quá trình điều trị ung thư là rất quan trọng, chứ còn không có ăn uống để chữa ung thư. Ngay sau khi phát hiện bị ung thư thì nhiều bệnh nhân đã lập tức thực hiện chế độ ăn kiêng với suy nghĩ rằng nếu không có chất dinh dưỡng, đặc biệt là đường và tinh bột, thì tế bào ung thư sẽ không phát triển được. Quan điểm này có cơ sở khoa học hay không, thưa ông? Chúng ta ăn uống để phòng bệnh ung thư, chứ ăn uống để chữa bệnh ung thư thì không có. Thế vì thế, khi đã bị ung thư rồi thì dứt khoát phải chữa theo các biện pháp được khoa học chứng minh là có hiệu quả. Chứ còn truyền miệng nhau, ăn cái này để khỏi ung thư, uống cái kia để khỏi ung thư, thì đấy là sự, tôi dùng chữ là hơi lạm dụng trong cái ngôn ngữ. Vì phòng khác và chống khác, thì phòng thì có thể, nhưng mà chống thì không có một thực phẩm nào chống ung thư cả. Cho nên là kiêng cái này, tăng cái kia, giảm cái kia thì chỉ để là phòng mà thôi, chứ còn chống thì hoàn toàn khác. Nhưng trên thực tế thì nhiều bệnh nhân khẳng định rằng họ đang sống rất khỏe mạnh, tế bào ung thư cũng ngày một giảm đi nhờ kiên trì ăn chay. Những người này thì có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng nên những người bệnh khác thì rất là tin tưởng, học theo. Phải chăng phương pháp này thực sự là có hiệu quả, hoặc là chỉ ít là hiệu quả trên một số trường hợp, nhưng chẳng qua là y học hiện nay chưa rõ cơ chế mà thôi? Tôi nghĩ rằng là sự may mắn trong cuộc đời cũng không phải lúc nào cũng quá hiếm. Tất nhiên là rất hiếm, nhưng mà cũng có. Tại vì người ta tính rồi ạ, 10.000 người ung thư thì có một trường hợp tự thoái lui. 10.000 người thì có một người bị thoái lui. Cái trường hợp nào mà chúng ta được chẩn đoán thực sự, được chứng minh thực sự là ung thư rồi, xong nó tự khỏi thì là 1 trên 10.000. Thế còn nói chung, và tôi dùng cái thuốc này chữa ung thư, dùng thuốc kia chữa ung thư khỏi thì có hai khả năng. Thứ nhất là cái người chẩn đoán ung thư ấy chưa đúng. Cái người mà ký vào cái bệnh án, ký vào cái xét nghiệm là ung thư, người ấy chưa đúng. Hai là chúng ta khám chưa đến nơi đến chốn. Mới chỉ được bệnh nhân được thầy thuốc ghi là theo dõi ung thư, thế là bỏ cuộc, về nhà đi chữa cái bệnh, tưởng là ung thư nhưng không phải. Thì tôi cho là có hai khả năng. Cái khả năng may mắn nhất cuộc đời là 1 trên 10.000, tức là 1 trên 1 vạn đấy, thì nó tự thoái lui hoặc phát triển rất chậm,
mà người ta lại nghĩ là vì ăn uống nó trùng hợp với chuyện là vì kiêng cái này, vì kiêng cái kia thành ra khỏi bệnh. Thì đấy là sự may mắn mà hy vọng là nhiều người được may mắn thế, chứ còn thực chất thì không không có lý ấy đâu. Hiện nay thì tôi được biết phương pháp thực dưỡng của giáo sư Osawa theo quy luật cân bằng âm dương thì được rất nhiều bệnh nhân ung thư áp dụng. Ông nghĩ sao về vấn đề này? Tôi cũng mới tìm hiểu cái học thuyết của Osawa. Thì ông ta không nói về ung thư. Ông ta nói về cân bằng dinh dưỡng hay thực dưỡng âm dương trong cuộc sống. Thì lại có một vài người nói với tôi là một vài người trên mạng tôi đọc thì ăn cái này ung thư, ăn cái kia không ung thư. Thì thực ra Osawa nói thế. Và chúng ta luôn luôn mong nó sự cân bằng trong cuộc sống của chúng ta. Âm dương thì là khái niệm rất là chung chung, tôi không không hiểu lắm, nhưng mà tôi cho là mọi sự tồn tại trên trái đất này, mọi sự tồn tại của sinh vật đều là sự cân bằng giữa cái hoặc là quá phát để phát triển quá mức, hoặc là thụt xuống quá mức, thì mất sự cân bằng ấy thì bệnh tật sinh ra. Thế thì cái thực phẩm mà thực dưỡng của Osawa ấy là cân bằng âm dương. Và chỗ này phải hiểu thêm nữa là con người nó hơn tất cả mọi động vật khác là nó ăn rất tạp, nó gọi là thực đa dạng thực phẩm. Và nếu như anh chỉ muốn ăn một món thôi thì anh cực kỳ nguy hiểm. Thế là ăn có cả thực phẩm ở dưới biển, ăn có cả thực phẩm ở trên rừng, ăn cả rau, ăn cả hoa quả, ăn cả thịt. Chứ nếu để chỉ ăn rau vậy thôi thì rất khó, hay là chỉ ăn thịt vậy thôi thì đã có lúc ăn nhiều thịt quá. Hiện nay ở châu Âu đây, tức là vì công việc ăn nhanh, ít được ăn rau quả, thế là ăn quá nhiều thịt. Thì bây giờ người ta muốn cân bằng lại. Thì tôi cho là Osawa không hề nói chuyện đến thực dưỡng là để điều trị ung thư, mà là sự cân bằng trong dinh dưỡng, mà cái đó rất quan trọng. Thưa ông, là trong quá trình làm việc của mình thì ông đã từng điều trị cho bệnh nhân nào áp dụng các cách ăn uống để chữa bệnh ung thư hay không? Và tình trạng của họ như thế nào thưa ông? Nhiều chưa? Tôi còn nhớ cách đây khoảng độ vào những năm 2000, đầu những năm 2000, thì có một bà, tôi không nói tên, bà cuối cùng chúng tôi phải nhờ đến công an can thiệp vì bà bán gạo lứt và muối mè để điều trị bệnh nhân ung thư. Thế là bệnh nhân của chúng tôi bỏ điều trị nhiều lắm. Thế thì không nào bà được, là bởi vì dân người ta tin, người ta đến từ đấy là các bà. Nhưng mà phải dùng công an là vì bà kèm theo một quyển sách, bà ấn bằng một quyển sách, một quyển sách ấy không được phép. Thí dụ như là thần cái gì, tụng kinh này, niệm Phật này, thần chú này, trong cái bài cùng với việc bán sách, bán măn, bán gạo ấy, thì phải nhờ công an để can thiệp cái chuyện giữ bà lại, là vì bà xuất bản sách không có giấy phép xuất bản cách đây khoảng trên 10 năm. Thế còn việc thứ hai thì hiện nay chúng ta nhìn lại vào những năm đầu năm 70, khi mà chúng ta chẳng có gì để ăn cả, bệnh viện ca chỉ có mỗi cái máy của bà, phần lớn bệnh nhân không điều trị được là bởi vì ga hàng cỏ ngủ, ăn bánh mì hoặc là thậm chí không có gì ăn, để vào chạy tia phóng xạ, để vào dùng hóa chất, chẳng có bệnh nhân nào được chịu đến nơi đến chốn để chữa bệnh vì không đủ sức. Thế nghĩa là ăn kiêng không phải là biện pháp có thể để chữa được ung thư, mà dứt khoát là ăn uống đầy đủ. Có những ý kiến cho rằng những trào lưu chữa bệnh trên ở các nước tiên tiến thì đã tồn tại từ 30 đến 40 năm và đã bị thoái trào. Nhiều người nhận ra là chúng không có lợi cho sức khỏe nên đã từ bỏ. Trong khi nước ta thì các trào lưu này thường đi sau thế giới cũng khoảng 30 năm. Vậy ông có nghĩ chúng ta đang lạc hậu so với thế giới trong việc điều trị ung thư hay không? 35% bệnh nhân chết vì suy kiệt. Cái tế bào ung thư hay khối u nói chung, nó cũng là một sinh vật, nó ký sinh trên cơ thể chúng ta, nó độc lập với cơ thể chúng ta, và từ đó nó sản xuất ra những cái nội tiết của nó để huy động thịt mỡ ở trong, đặc biệt là trong cái phần cơ xương cơ của chúng ta ấy, mà cơ vân cơ. Làm vì thế những người mà bị ung thư, các bạn thường thấy là gầy còm,
teo đét, nhưng mà cái cơ trơn thì không bị huy động, tức là nó ăn thịt từ cái cơ trơ cơ vân ấy. Và vì thế nếu như chúng ta lại kiêng ăn nữa thì nó không ăn cái thức ăn mà chúng ta ăn vào đâu, mà nó ăn cái cơ này cơ mà. Thế thì chúng ta vẫn phải luôn luôn bồi đắp cái cơ. Nếu bồi đắp cái cơ không tốt thì nó vẫn cứ ăn và chúng ta còn xương vậy thôi. Thế thì câu chuyện là gì? Câu chuyện là chỉ khi nào ta chết không có ăn uống được nữa thì may ra tế bào ung thư mới chết. Tôi cũng không có kinh nghiệm, nếu mà có một cái nghiên cứu nào là sau này mà tôi muốn rằng là có làm nổi không thôi, là sau khi bệnh nhân ung thư tử vong 5 ngày, 10 ngày chúng ta lấy cái u ra xem nó còn sống không. Chứ tôi thì nghĩ rằng nó như cái cây tầm gửi, cây chết rồi mà cây tầm gửi vẫn chưa chết, nó bám vào cây ấy, cây ngã rồi, gục rồi mà cây tầm gửi vẫn sống. Tôi vẫn nhìn trên rừng, nhìn cuộc sống bình thường vẫn thấy như thế, thì tôi tin cái tế bào ung thư, khối ung thư sẽ giống như thế với cơ thể chúng ta, càng nhiều chất bỏ càng tốt, bởi vì thực ra là để bù đắp lại cái cơ, mà cái cơ của chúng ta thì bị tế bào ung thư ăn, tế bào ung thư nó không ăn, tôi nói lại, không ăn cái mà chúng ta ăn vào đâu, nó lấy huy động từ cơ của chúng ta này, từ trong tế bào gan chúng ta sản xuất ra những chất để tốt này, thì nó ăn cái chất đấy, chứ vậy mà ăn cá mà nó ăn, nó lấy luôn cá để nó ăn đâu, nó không, nó ăn cái cơ của mình này, cho nên những người bị ung thư ấy, thường là đấy, thường là bị suy kiệt, suy mòn, thường bị suy mòn do ung thư, cái chữ là chữ của thế giới, Kasuxi. Từ kinh nghiệm và kiến thức của mình thì lời khuyên của ông dành cho những bệnh nhân ung thư là gì để có thể phòng và điều trị ung thư một cách khoa học và hiệu quả nhất? Ăn uống mọi chế độ tốt nhất có thể được, chỉ trừ những bệnh mà ta kiêng đường, chẳng hạn tiểu đường thì phải kiêng không đủ uống đường. Bệnh nhân bị cao huyết áp mà lại bị mỡ máu nhiều thì là phải kiêng những cái thứ mà có nhiều mỡ, thì kiêng theo bệnh lý chứ không phải kiêng vì ung thư. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để lấy lại cảm giác thèm ăn, nguyên tắc cơ bản đối với bệnh nhân ung thư là luôn phải lạc quan, chú trọng ăn uống và dinh dưỡng đúng cách. Nên ăn lúc cơ thể thoải mái, tinh thần ổn định. Nên ăn cùng gia đình, người thân và bạn bè. Nên chia nhỏ bữa ăn thành 4 đến 5 bữa một ngày. Nên ăn đa dạng thực phẩm, đủ chất đạm, béo, tinh bột. Đặc biệt, nên bổ sung một số dưỡng chất đặc hiệu trong điều trị ung thư như axit béo omega 3, có nhiều trong dầu cá, vùng biển sâu như cá mòi, cá trích. Vừa giúp điều hòa tình trạng viêm, vừa tốt cho hoạt động của não, qua đó giúp chống chán ăn ở bệnh nhân ung thư. Người bệnh cũng cần tránh thức ăn cay, nóng, rượu, thuốc lá, thuốc lào, đồ ăn quá ngọt hoặc quá mặn, hạn chế dầu mỡ xào nấu, thực phẩm quá nặng mùi, không sử dụng nước uống có ga và thức ăn tạo ra khí như đậu Hà Lan, súp lơ, bắp cải, củ cải hay dưa chuột. Kinh Fukuidan and Araricus, sản phẩm Fukuidan Nhật Bản có hàm lượng Fukuidan cao nhất được Bộ Y tế cấp phép với tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của hóa xạ trị. Độc quyền phân phối, Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina, liên hệ Tổng đài miễn cước 1800 0069 để được tư vấn. Kinh Fukuidan and Araricus.